bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Luna VNS Cuộc Sống Singapore. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một video ngắn về một loại hoa mà mình rất thích, đó là hoa sen đá. Vừa rồi mình vô tình vào một vườn kiểng ở Singapore, ở đó người ta bán rất là nhiều sen đá, đẹp quá nên mình quyết định quay lại với giới thiệu với các bạn. Có những cây mình đã thấy ở Việt Nam rồi, cũng có những cây lần đầu mình thấy, rất mới lạ. Hy vọng là các bạn sẽ thích video này ạ. Sen đá hay còn gọi là liên đài, hoa đá, tên tiếng Anh là Scullion, là một loài rất dễ sống, phát triển chậm, sống lâu, không đòi hỏi được chăm sóc thường xuyên. Sen đá là giống cây nhỏ, gần như không có thân mà chỉ thấy lá, là giống cây mọng nước và đặc biệt lá thường xếp thành hình những bông hoa, nhất là hoa sen. Loài cây này ưa mọc trên đá, sỏi, những nơi khô cằn nên mới được gọi là sen đá. Sen đá rất dễ trồng, nó có thể thích nghi với mọi loại khí hậu, mọi địa hình và sống quanh năm. Khi lá rụng có thể nảy chồi, từ đó mọc lên cây mới. Chính vì vậy, sen đá mang ý nghĩa về một tình yêu bền chặt, trọn đời, vĩnh cửu, không thay đổi. Sen đá rất được giới trẻ yêu thích vì ngoài mang ý nghĩa về một tình yêu vĩnh cửu, nó còn rất là dễ trồng, dễ chăm sóc, làm vật trang trí cho bàn làm việc, bàn học hoặc trang trí nhà của bạn. Ngày nay ngoài làm vật trang trí ra thì sen đá đã xuất hiện trên những bó hoa cầm tay của cô dâu hay những lẵng hoa rất mới lạ và rất là đặc biệt. Sen đá cũng được xem như một món quà ý nghĩa tặng cho người thân và bạn bè. Quà tặng là một chậu sen đá luôn kèm theo hàm ý mong muốn tốt đẹp về sức khỏe, tình cảm bền lâu đến với người thân của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn luôn có thật nhiều sức khỏe, một tình yêu bền chặt thủy chung và một gia đình thật hạnh phúc. Nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Tạm biệt các bạn ạ.